Tha tha. Mời các bạn nha. Món gì đây? Góc nhà thân quen, cửa góc bếp nhà mình đây. Món uống nước lạnh chứ hả? Mai ngủ một giấc ngủ chiều về. Nào, ngủ chiều dậy chứ ngủ chiều về. Bữa nay sẽ là một món rất là nhanh lại ngọt. Đầu tiên, các bạn muốn làm cái món gì thì hãy lên làm cơm trước. Cơm trước, cơm. Rồi cơm, công thức đơn giản. Một nếp ba gạo. Đó. Rồi, đó một nếp ba gạo. Rồi bỏ vô. Sẽ làm cơm và đồ mặn 1 phút 30 giây các bạn. Tôi nói không có gì khó mà mình đây. Cái này mình muốn làm hay không à, nhưng mà mình muốn làm thì làm cái gì khó được đó. Rồi cho mình vô nha. Chánh pháp ở đâu xa? Chánh pháp chính là ở nơi ta. Đó, đơn giản các bạn. Tại sao mình lăn vô bếp? Muốn ăn lăn vô bếp. Muốn ăn khỏe cần phải lăn vô bếp. Đó, đừng lăn lên giường nha. Lăn lên giường là không phải là tiêu đề của mình nha. Và không phải tiêu đề của ngày hôm nay nha. Tại bây giờ là ban ngày nha. Lăn lên giường là tiêu đề của ban đêm. Đi lạc đường đó, tào lao đó. Cứ mỗi lần nói chuyện YouTube với các bạn là đâu mình là đi lạc hướng không. Ok, thì chung là vui thôi. Vui thôi các bạn, vui với bếp bình yên trong tay nha. Chắc ok. Ok. Nước gạo chắc ổn. Rồi bỏ vô, bấm. Tan 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 tan. Đợi mình một chút xíu nha. Mình sẽ không đi đâu xa đâu. Chúng ta luôn ở nơi đây. Rồi xong. Cơm đã xong. Bình yên trong ta sẽ nấu món gì đây? Giờ tới đồ mặn. Cái gì cũng vậy đó. Mới làm xong ca sinh tố uống xong cái hiệu điển nha. Rồi. Dầu coconut oil dùng cho tất cả chiên xào nấu nướng. Rồi để lên đây bật lửa lên luôn đó. Rồi tiếp tới là ha ha cái thớt thần thánh lên đây và con dao. Rồi củ hành. Sao các bạn khỏe không? Có gì thắc mắc gì không? Không có gì thắc mắc gì cứ gửi vô bình yên trong comment nha. Bình yên ta sẽ trả lời tất cả những comment nhưng mà đâu có thấy comment nhau. Cái này mình làm mình coi. Là mình coi cái gì về mình biết không? Những ngày tháng mình cùng cùng miên miên khi mình không thấy bên con mình. Rồi mình sẽ mở cái video clip này mình coi dùng với cháu ngoại mình à. Đâu mình đâu có con gái đâu. Cháu nội ông ơi, khổ quá à. Bấm nó nè. Bấm nó nè, bấm nó nè. Bấm nó nè. Gạt cái này để này sát ra đây nè. Để mình cho nó đi khỏi văng ra đây coi.
bếp không gì là khó, chỉ khó khi người không chịu vào bếp. Rồi. Bình để chúng ta sẽ ra một món đơn giản như đang dùng, nhanh lại gọn. Còn miếng này hả? Cho nó vô đi luôn. Đây là tofu. À, đây là sả. Yeah, đây là thigh gà các bạn, là cái đùi gà mà đã được lột da rồi. Đó, bán ra chợ Tây á. Đó, cái thigh này, một cái thigh như vậy nè, đó, nó lột da rồi, gọn gàng, ăn healthy luôn, không có mỡ. Đó là cách để mình giữ gìn sức khỏe đó các bạn. Muốn giữ gìn sức khỏe thì cứ hạn chế những dầu mỡ, những cái gì mà có thể hạn chế được, như mặn, đường, không? Muối. Nhất là mấy cái mắm á, mấy cái mắm mà ở Việt Nam mình mà gọi là mình thích ăn, ai mà gọi là tín đồ của mắm á, mắm Châu Đốc, mắm này mắm kia đó, thì là thật sự là phải nên quán chiếu lại, tại vì mấy cái mắm đó nó làm mà ghê lắm, mặn lắm, à. Nên mình thèm ăn bún mắm đó, mà lâu lâu mình mới dám ăn, nhưng mình không dám ăn nhiều, tại vì thật sự ăn xong rồi thấy não căng liền mà, mới nói là tuổi giờ U40 rồi. Mình nói thật các bạn nghe, giờ đời chúng ta chỉ còn là ba cao một thấp thôi, cao mỡ, cao máu, cao đường và thấp cơ. Rồi xong mọi thứ đây lên được chưa? Không đâu. Bình tĩnh nhá. Ồ. Đuôi gà xào xả ớt chung với đậu. Thấy có miếng đường ớt còn gà đây luôn nè, cho nó vô luôn, cho nó sạch sẽ luôn nha. Rồi xong, sạch sẽ ha, không lãng phí, mình không nên lãng phí một cái gì hết. Nghe em xèo, nghe không, đó, nó ăn thì vậy đó, tay này phải dày nè, quá dữ. Gia vị bỏ gia đình xưa rồi các bạn. Mình chỉ các bạn tuyệt chiêu luôn nè. Muốn mà không sợ mặn, không sợ ngọt, lúc nào cũng always, lúc nào nó cũng 3 lần được á, cân bằng được á, là cứ một muối là 3 đường. Đó là tiêu chuẩn luôn. Đó. Nhưng mà khi rải muối ra đường là phải như vậy nè. Vậy nó mới ngon. Tào lao nữa. Vô đông ơi. Không cứ tào lao hoài, khổ quá. Thơm nha các bạn, đừng giỡn nha, thơm lắm luôn nha. Trộn đều lên. Rồi. Bột em xăm gà cho trước, cho nó vàng, nó thơm với cái hành đấy các bạn. Thơm không? Thơm. Đừng giỡn nha, đừng giỡn gì thôi, nhưng mà ngon lắm đấy các bạn.
mình là vô bếp là nhanh lẹ gọn, 1 phút 30 giây là mày hàng long thập bát trưởng là xong đó, không có gì khó khăn hết á. Đâu, tại sao mình phải rối lắm chi phải không? Bếp rồi, ăn rồi, xuống giật cổ là đã xong, nhưng mà ngon đó. Cho chút xíu ớt thầm thấm hình vô đây là ớt, ớt mà xay sẵn rồi đó. Rồi giờ mình để cái gà nó vàng xíu, nó thơm nữa. Không, cái vàng ve lại lật mặt thôi. Thấy không? Thấy không? Vàng ve lật mặt thôi, thấy không? Này trộn đều lên. Đây là hành, xả, ớt. Đó, rồi một muối, ba đường. Đó. Thấy không? Mình không có dùng mà gọi là dầu mỡ rồi, giống như mà của mấy đồ chiên xào, cái đó mình dùng coconut oil rồi. Dầu dừa nó cho mình cái hàm lượng rất là tốt cho dinh dưỡng, nhưng mà tối nay mình cái này đây nè, mắm chưng mua sẵn các bạn. Đó, cái này mắm chưng ngồi người ta làm bỏ ngồi siêu thị á. Như là 1 phút thôi, ngon lắm. Rồi lật lại phát nữa. Siêu thơm. Thơm lắm bạn. Cực kỳ thơm luôn. Đó. Rồi giờ chả này vô. Đậu hũ thì họ làm chín rồi, thành ra mình không có cần phải đậu hũ thì họ làm chín rồi, cho nên mình không có quan trọng là sợ nó sống đó. Rồi cho miếng nước này vô để mình đậy nắp lại cho nó chín, tự động nó sẽ kêu lại thôi. Rồi rồi đậy nắp lại 15 phút, có ăn tha tha ga xào xả ớt chung với đậu hũ xả ớt, đậu chiên xả nhé. Như cũng có ớt mà, đúng rồi nhé. That's it. Rồi, chương trình ẩm thực của hôm nay đã xong. Cơm có không? Mắm chưng có sẵn luôn. Rồi, nửa tiếng sau cơm trắng thơm ngon, có ăn. Và gà và đậu hũ xả ớt có luôn, xong. Đồng chào các bạn. Và chào các con của chúng ta. Và chào luôn mama của nó. Và nếu các con và mama muốn ăn món gì ngon thì cứ nói Daddy sẽ làm về, gửi thiệp luôn, mời các con và mẹ các con lại đây ăn trùng nữa là thì luôn. Ok, I love you all. Bạc ta khô chậm lại. Rồi xong một món thơm ngon bổ dưỡng. Rồi, đuôi gà xào xả ớt chung với tàu hũ xả ớt luôn. Đó, thấy nhỏ nhỏ không? Cho ăn miếng lạc xưởng nha nữa, cho nó ngon. Đó, cho cái mùi thơm thơm. Rồi, cho miếng tiêu vô. Đó, thế là xong. Tha. Mời các bạn nha, cùng enjoy cùng với bình yên trong tay nha. Mời các con mình nha. Và mời luôn cả mama đó luôn nha. Ok, bye bye, I love you. Mà xuống cái nè, lên cái nè, xuống cái nè, lên nè. Yeah.
Oh yeah, baby, you got it. Every single day.